Gian bếp mẹ tôi xin chào và kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và an lành. Sáng nay gian bếp mẹ tôi nấu nồi cơm nếp ăn với lạp xưởng thì có được miếng cháy quá ngon nên để dành chiều nay sẽ nướng vài miếng gà trong nồi đất để ăn cùng với lại xôi cháy mỡ hành. Cây ổi của gian bếp mẹ tôi năm nay ra hoa và trái nhiều quá. Để ướp gà thì gian bếp mẹ tôi sẽ bầm nhuyễn tỏi và hành tím cho vào gà. Một ít ngũ vị hương để cho gà được thơm. Dầu hào. Một ít dầu ăn. Đường. Nêm. Một ít muối. Rồi mình sẽ trộn đều và mình sẽ cho thêm một ít tiêu nữa nhé. Ướp khoảng 3 tiếng và mình có thể nướng được. Trước khi mình cho gà vào nồi đất để nướng thì gian bếp mẹ tôi sẽ nhóm bếp và đặt chảo dầu lên chiên vàng gà hai mặt để cho gà được thơm hơn. Nồi đất này ăn kèm với lại muối ớt và chanh rất là ngon. Gà đã sắp vàng rồi, bây giờ gian bếp thì tôi sẽ cho thêm vài củ tỏi và củ hành tím vào để khi mình nướng nồi đất thì sẽ dậy mùi thơm hơn. Gian bếp mẹ tôi lót một lớp giấy bạc vào trong nồi đất để khi mình nướng gà, gà sẽ không có bị khét. Gian bếp mẹ tôi sẽ nướng gà khoảng 30 cho đến 45 phút. Thử mở nắp ra xem gà như thế nào. Ồ, mùi hành tỏi cũng như mùi ngũ vị hương xông lên quá thơm. Gian bếp mẹ tôi chờ thêm 5 phút nữa nha.
chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ gia bếp của tôi sẽ gắp ra mâm và ăn kèm với lại rau sống cùng ít rau thơm cùng với lại dưa leo cũng rất là ngon. Xin cảm ơn cả nhà thương thương của gian bếp mẹ tôi đã theo dõi video. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui.